đông đi xuân về xuân hạnh phúc, vạn sự an khang, vạn sự lành. Shop Encore.com uy tín chất lượng, shop mình có rất nhiều loại vòng quay ngày Tết nha anh em nha. Mai đào đón Tết hạnh phúc xuân vầy, thử ngay vận may tại Shop Encore.com uy tín chất lượng để chơi dễ chúng. Thử lọc đầu năm xin xăm thử vận nào mọi người, Shop Encore.com uy tín chất lượng. Phải bác cậu đang quyết tâm bỏ thuốc AI cũng nên bỏ thôi. Đâu có quyết tâm đâu, bút tâm đâu có bỏ được đâu. Chưa gọi ý nhầm. Đây là video của tổ anh em, đây là video của tổ Y Minh này. Quyết tâm đâu, quyết tâm bỏ được đâu. Không có quyết tâm đâu anh em đừng có nói phải có quyết tâm bỏ thuốc. Không quyết tâm đâu. Bỏ đâu bỏ. Đây là video của tổ Y Minh anh em ơi. Tổ Y Minh là chúng ta còn coi. Tóc mình đã 2 tháng rồi chưa có đi cắt. Nó hơi dài. Nhà này nhà của tổ đấy, nhà của tổ đấy. Nó dài ra là nó quắn quắn như vậy nè. Y chang như là lông cái nào, y chang như tóc gì đó. Rất yêu thì như yêu cầu của mấy bạn thì mình sẽ cho mấy bạn xem ở nhà. Ủa sao mà chân lông nhiều thế nhờ? Okay. Rất là yêu đời. Mấy bạn đừng chú ý giùm mình nha. Yêu cầu mấy bạn thì mình sẽ show cái nhà của nhà mình tổ cho dịnh với lông. Thì đây. Đây là cái nhà của mình phía sau mình đây. À, phía sau mình là phía trước của căn nhà. Ở nhà của tổ anh em à. Mà trên này mà nhiều thằng nó vào nó còn chữ, có chỗ để PC luôn, có chỗ để PC luôn anh em. Nhiều thằng nó vào còn chữ nữa bảo YouTuber nghèo rỉ rách luôn. Chứ đâu đầu, đâu não thì đâu thiệt sự. Đây là cái này gọi là cánh án. Ừ, người ta gọi là cánh án, cái mà đắp đắp trên ở phía trên. Nói chung là vậy đi, anh em hiểu là cánh án đi. Đấy. Bình thường thì tôi hay ra cái võng này tôi ngồi tôi hóng mát, tôi hóng gió. Bình thường tôi hay ra võng tôi ngồi tôi hóng gió. Ủa, nhưng mà Linh Long, bữa nào tuần sau anh có xuống Linh Long rồi. Hóng gió kiểu tuần gì? Tuần sau thì tôi có một sự kiện tôi sẽ vào quay phim với bên như Hero Team và Aerobay. Sau khi quay xong thì tôi sẽ xuống Linh Long luôn. Sau khi quay xong ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ xuống dưới Linh Long. Toàn là nắng không à. Đấy. Nhà của mình anh em đóng cửa rồi nè. Đây là cái cửa nè. Cửa nè. Đấy, nhà của tổ anh em à. Thấy không? Ủa anh em tưởng là tôi nói giỡn hay sao? Đây là cái cửa đấy anh em. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ anh em vào nhà anh em cái chỗ để PC đồ này, đây kia đầy đủ lắm. Ở bên em tôi coi rồi, Thế anh em thử qua tôi coi. Mình sẽ đi vô nhà cho anh em xem mình sẽ đổi. Rồi đó. Quảng cáo không nợ. Coi trên đây ghét nhất là mấy quảng cáo này. Đổi hướng cho nào ba? Thôi kệ đi, mình quay cam trước mà mình không biết đổi hướng đó. Đấy, hiện tại tổ okay. Tổ ngủ cho đó đây. Tổ gì lâu hai mình à? Mình quay bằng điện thoại mới mua. Ừ, mình bán cái kênh mua điện thoại luôn, mấy bạn thấy ghê không? Bán cái kênh mua điện thoại luôn. Còn đây là cái ngựa mình để tạm thôi. À, đây là cái dãy cột nè. Là cái nhà sao gọi là nhà bắt chứ cái nhà trứng đấy. Chuẩn bị mua lá đang lợp lên đây thôi đem à. Mới làm cái vàng thôi. Chưa có làm gì trơn á. Mình quay chắc là hơi gung cho nên anh em thông cảm nè. Giờ mình sẽ vô phía trong nhà nha anh em. Cho mọi người nói. Đây là phía trong nhà của mình. Đây ở trên. Phía này là nhà sau nha. Ở trên thì là lá nha. Còn tất cả đều là lá. Đây là cái căn bếp nè. Lá khói nè, thấy không? Khói nó đen thùi lùi nè. Đấy. Cho mấy bạn xem đây là con két. Đó, con két con nó mới lớn thôi. Đấy. Két két. Két. Nó không kêu gì hết trơn mấy bạn à. Con két này nó bị câm nha. Đấy. Thì đây nhà mình có rất là nhiều bạn. Thứ nhất là tôi cũng không video này tôi không nói nhiều, nhưng mà đây là nhà của tổ và tuần sau tôi sẽ xuống nhà tận nhà của tổ cho anh em coi. Thứ nhất là anh em chúng ta cảm thấy mà không giúp được cho tổ cái gì thì các bạn có thể im lặng đi. Bạn vào đây các bạn bình luận nói là thằng tổ giả tạo giả trân gì đấy, bạn nghẹt mõm gì mệt chắc. Nghe mõm giùm cái. Đọc bình luận mà tôi hơi bực mình rồi. Hơi bực mình đấy. Dẫn luôn. Đấy, con chó luôn nè. Nhà mình chó nhiều lắm. Đấy. Đây là phía sau nhà nha anh em. Phía sau nhà nha. Đấy.
À, nhắc tới chó thì mình cho mấy bạn xem. Đây là có nhiều chó mà chó mới đẻ hai con luôn, hai con chó mới đẻ luôn. Đây. Đấy, chó này là bầy bự nha, còn bầy nhỏ bên đây nè. Đấy. Đấy, mấy con chó nhỏ nó chạy qua nó muốn cá luôn kìa. Thấy không? Đấy, người ta sống lạc quan rồi sống gì vậy sao? Cho nên em bắt người ta quỳ rồi, lại okay. À. Về cái phần ở phía trước ấy. À đây. Đây là cái giường của mẹ mình nhá, giường của mẹ mình. Ở giường của mẹ tổ anh em. Đây, giường của mẹ mình. Đó. Còn đây là giường của mình. Giường của mình, giường của tổ. Đây mình sẽ dở lên cho mấy bạn xem giường của mình nó gọi là nó sập ngã trơn rồi đây này, sẽ dở lên xem. Đấy, cây rồi nó gãy hết trơn rồi các bạn. Tổ thì ba mất sớm anh em ơi. Tổ ba mất năm từ rất là nhỏ, năm lớp 8 tổ nghỉ học, tổ đi vùa hồ, chúng là làm rất là nhiều công việc. Đấy thì gần đây thì tổ có chơi game Free Fire, mẹ tổ thì vay tiền mua cho tổ được cái PC. Xíu anh em sẽ coi cái dòng PC của tổ. À. Ừ. Vẫn chưa có thể làm lại được luôn. Đây là tủ đồ này. Đấy. Còn quần tủ đồ quần áo thì phơi xong thì nhét vô đây, xếp lại nhét vô đây thôi. Ok. Ở đây là phía đằng trước cái chỗ mình live stream. Đây cho mấy bạn xem. Đây là cái dàn PC của mình, dây nhỏ hơi bị nhiều nha. Dây nhỏ hơi bị nhiều. Cái hộp này là cái hộp tai nghe nè, có cái núm tai nghe nè, thấy không? Đấy. Này, cái PC của mình. Đó là dàn PC của tổ anh em. Này. Cái webcam mới nhất là bạn ấy chưa mở miệng xin anh em cái gì cả. Đấy, mà bạn đăng tôi cũng chưa mở miệng xin anh em cái gì cả. Mà bạn nào đấy không coi thì đi ra đi anh em ơi, vào để bình luận, tôi thấy nhục quá. Cái webcam mới mình mới mua nè, hiệu Logitech nha anh em. 1 triệu đó. 1 triệu đó, nhưng mà bạn là số nhỏ thôi, mà đối với mình là số to mấy chữ. Của tổ nè. Đấy. Đấy, nhiều ông bảo sao nhà nghèo có PC. Đấy. Dạ PC đấy. Anh em đòi người ta ráng đi mượn tiền, dây tiền làm YouTube có được đèn UC mà đem có xăm soi. Rồi nhiều ông bảo tại sao tụi nó có skin đồ. Nghèo sao có skin? Làm YouTube không có skin ai coi. Game thì toàn là những người nhỏ. Họ coi bắn là cái thứ nhất. Họ coi quay đồ. Giờ làm YouTube mà không có skin thì ai coi, bạn nghĩ nhiều ông cũng nói cô Tứ gì đấy. Sao nghèo, cô Tứ nói nghèo mà sao, tại sao nó có skin súng? Nói chuyện mà thì phải có buồn gì đâu. Đấy, nhà PC của mình. Nhà PC cũ rồi anh em, để anh em nói là PC mới, bãi trưởng à. PC mới đấy. Điện thoại nhỏ xíu thôi. Đấy, các bạn thấy nhà mình chưa? Còn chỗ mình ngồi là chim là cái ghế này nè. Đấy. Ghế là chim đấy. Ngồi xuống cái ghế này. Xong mình lai ra cái góc phía sau. Bữa nay thì em ấy mua được cái ghế gaming rồi. Ghế là live stream đây, lúc trước đấy. Rồi mấy thằng nó vô chữ, coi coi người ta live stream chữ. Ui thằng này ngợi ghế vô giấy. Đâu đầu anh em. Đó là cái thứ mà người ta gọi về cộng đồng Free Fire mình nó như thế. Rồi bản thân khi mà tôi coi video này, này các bạn nói là cái giường là đúng không? Đó là bực. Nó là cái giường của mình đúng không? Nhưng mà không. Cái giường này là của gọi là chị mình á. Ở trên thành phố về ở chơi thì chị mình sẽ ngủ ở đây. Và cháu mình ngủ ở đây. Đấy. Thì giường nhà mình chỉ có như thế thôi. Ở chỗ này là cái cửa phía trước, cái cửa hồi nãy mình dở cho các bạn xem nè. Đấy. Cái võng à. Đấy, mấy bạn nhìn đã thấy được cái võng luôn. À. Anh em lại bảo là nhà mình giàu, không có đâu mấy bạn ơi. Nhà mình nghèo lắm. Nói chung là nhà mình. Ui sao mình chân đông thế nhỉ? Ui. Đấy. Thấy không? Mọi người thấy kính không? Tóc mình dài vẻ trưởng luôn. Đó. Tóc mình dài vẻ trưởng của anh em à. Thôi, nói chung là nhà mình thì chỉ có thế thôi. Mình đã khi online, Miu rất hài hước. Nhưng để giữ ấn tượng khi gặp gỡ, Miu phải cực. Nhà mình thì chỉ có
có thể là mình đã show cho anh em xem xong rồi đấy. Thì bạn nào mà yêu quý mình thì hãy chia sẻ và kêu gọi mọi người giúp đỡ cái kênh YouTube của mình nha. Kênh là mình đặt tên bây giờ, cái kênh cũ mình đã bán rồi, mình bán mình mua cái điện thoại này rồi. Bây giờ còn cái kênh mới mình mới tạo đó là kênh Cường Mobile. Cường Mobile nha mấy bạn ơi, Cường Mobile. Kênh Cường Mobile Free Fire. Kênh em ấy cũng là kênh tổ em minh, tổ em minh mà. Thứ nhất là không phải là tôi, cảm ơn Nghiên Vũ rất nhiều. Tôi đúng. Anh tổ nha bác. Cảm ơn Nghiên Vũ rất nhiều. Thứ nhất là anh em nên biết điều này. Cuộc đời này tất cả chúng ta đều là đồng loại của nhau. Các bạn có không thể không cho người ta điều gì thôi, các bạn có quyền im lặng. Chúng ta đừng có buông lời lăng mạ. Mọi người sinh ra đều muốn cho mình có một cuộc sống hạnh phúc cả, muốn cho mình cuộc sống hoàn hảo, muốn cho mình ngồi ở cái nhà đấy mà nhà xây, nhà đẹp, nhà cao, muốn ba mình còn sống, muốn mẹ mình giàu có để nuôi mình, cha mẹ có sữa thì con no. Chứ không bao giờ muốn rồi con mới học lớp 8 mà con nghỉ học, con đi phụ hồ bấn tự nhiên gạch lên. Không muốn gì đâu anh em à. Nhưng mà Thượng Đế bắt đặt sắp đặt cho họ rồi. Đó là định mệnh. Và bạn phải chấp nhận điều đó. Chúng ta có giang tay ra để giúp đỡ bạn ấy hay không? Đó là quyền của chúng ta. Nên chúng ta đừng có lăng mạ và hạ thấp người khác xuống. Cái câu nói thiệt. Thì vài ngày nữa thì mình có xuống nhà em tổ để trao toàn bộ số tiền của tất cả các bạn. Đó là 37.600.000 đồng. Hiện tại tài khoản của mình đã đóng rồi. Không nhận ủng hộ nữa. Và mình sẽ trao số tiền thêm của mình để cho em tổ cố gắng xây một căn nhà cho riêng mấy thằng mình. Và điều mình mong các bạn coi được video này đó là các bạn hãy bỏ ra một lượt like và một lượt đăng ký. Một like và một đăng ký của các bạn không giúp cho em tổ có thêm tiền, không giúp cho em ấy giàu hơn, nhưng đó là động lực để em ấy phát triển cho con đường YouTube của chính mình. Ví dụ anh em nào có thương tổ nữa thì share những đoạn video của em ấy để cho kênh em ấy không mất đề xuất. Tôi không biết các bạn nghe thông tin từ đâu nói là bác gấu rẻ sình hay làm những điều này chắc vì tiền. Tôi thề với chính lương tâm của tôi, bản thân của WG bác gấu, nếu ngày xưa giờ bác gấu rẻ sình ai vì 1.000 nào mà các bạn biết được hoặc các bạn bóc phốt tôi chấp nhận nghỉ nghề YouTube của chính bản thân mình. Đó là lời thề của tôi, người miền Trung tôi rất trọng lời thề. Tôi làm như này bằng cái tâm và bằng cái tầm của tôi. Bản thân tôi làm chẳng được một lợi ích gì cả. Tôi không giải thích cho mấy đứa con nít nghe. Các bạn hiểu. Nếu các bạn coi video livestream của tôi lâu thì các bạn hiểu. 5 triệu, 10 triệu đối với tôi không là vấn đề gì cả. Chứ các bạn đừng nói tôi vì 1 triệu, 2 triệu, vì dăm ba đồng mà để tôi rỉa sình vì tiền. Nói các bạn không có điều đó đâu. Người nào inbox của tôi nhắc tới tiền tôi là tôi chặn ngay. Đó là sự thật. Tôi ok video hết rồi. Mong các bạn xem video, nhấn like và share để độ video thật nhiều tương tác và rất nhiều người biết tới em tổ hơn.